Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh măng non tháng 5 của Liên đội trường tiểu học số 1 Sen Thủy. Các bạn có biết trong tháng năm này chúng mình có ngày lễ lớn gì không? Sau đây chương trình phát thanh xin bật mí cho các bạn nhé. Trong tháng năm này có ngày lễ lớn, đó là kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Hôm nay Thanh Hằng, Linh Trang sẽ cùng các bạn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh các bạn nhé. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân ở làng Hoàng Tù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân cứu nước. Tháng 6 năm 1911, người đi ra nước ngoài, suốt 30 năm hoạt động, người đã đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công dân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời của quốc tế Cộng sản đã đưa người đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Từ đây, người đã nhìn rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Năm 1919, người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công dân Pháp. Tháng 12 năm 1920, tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours, người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản. Năm 1921, tại Pháp, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa nhằm tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Ngày 30 tháng 6 năm 1923, người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước Lenin vĩ đại. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng, thanh niên ra báo thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về trong nước, đồng thời mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long, Hồng Kông, người triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến năm 1940, người tham gia công tác của quốc tế cộng sản nước ngoài, đồng thời theo dõi sát trong phong trào cách mạng trong nước và có những chỉ đạo đúng đắn cho ban chấp hành trung ương đảng ta. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, người về nước triệu tập hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 8, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quân chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Tháng 8 năm 1945, người cùng Trung ương Đảng triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương đồng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt chính phủ lâm thời, người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa vũ trang hành chính về quyền tay nhân dân lao động. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam. Ngày 9 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lần đầu tiên trong cả nước. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 1, người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 7 năm 1954,
Với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc được giải phóng, miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược để thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng Trung ương Đảng và Đảng Nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, tháng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch ban chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của người, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa ở xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, người đã từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, Liên đội Trường Tiểu học số 1 Xen Thủy đã tổ chức những hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác như tham gia tích cực các nội dung của cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ, toàn thể đội viên nhi đồng trong nhà trường thực hiện nghiêm túc về phòng chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh thân thể và trường lớp sạch sẽ. Vâng lời Bác Hồ dạy, liên đội trường sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Chương trình phát thanh măng non của liên đội đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.